bác ái, từ bi. Thưa Thầy, tại sao nhiều nhà tu Phật giáo hàng bữa phải đi xin ăn? Tại sao chúng ta phải bố thí cho những người tu hành này? Bố thí có phải là từ bi? Cho có phải là tạo phước? Nhận có phải là thiếu nợ, là có tội hay không? Ngoài những người tu hành, chúng ta có thể ban tặng vật cho những ai khác, cho những gì, cho ai thì có phước. Có phải cho ai cũng là có phước không? Có thể nhận những gì, nhận bao nhiêu, nhận của ai? Xin Thầy vui lòng cho biết ý kiến về những vấn đề tình thương, bác ái, từ bi, tội, phước. Xin cảm ơn Thầy. Trước khi trả lời các câu hỏi này, Thầy muốn nhắc nhở anh chị em một vài điểm căn bản của ngành nhân điện. Đây là một ngành học chủ yếu là học hỏi những cách thực dụng nhất và lợi ích cho cả hai phương diện, cơ thể và tâm linh con người. Cho nên, những cái gì không thực dụng, chúng ta sẽ không học, không lợi ích, chúng ta sẽ không học. Cho nên, khi đặt những câu hỏi sử dụng, anh chị em cũng cần nên đặc biệt lưu ý những điểm này. Chúng ta sẽ không thắc mắc, bình phẩm, phê phán tư tưởng, hành động của người khác. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không để những tư tưởng hành động của người khác chi phối chúng ta. Đỉnh điểm cao nhất của nhân điện là minh triết giác ngộ. Bởi vì chỉ có minh triết giác ngộ thì anh chị em mới biết được giá trị, ý nghĩa những tư tưởng hành động của người khác. Mới biết được những gì mình cần phải nghĩ, những gì mình cần phải làm. Bây giờ, Thầy trả lời những câu hỏi của anh chị em. Trước nhất là câu trả lời về ý nghĩa, mục đích của hình ảnh một số nhà tu Phật giáo theo hệ phái khất sĩ, đầu cạo trọc, đi chân không, mặc áo cà sa, mỗi ngày chỉ ăn một bữa trưa bằng hình thức cầm bình bát đi khất thực, xin cơm của bá tánh ở ngoài đường. Việc đi xin cơm ăn hàng bữa của những người tu sĩ này có những ý nghĩa, mục đích đạo giáo. Hình thức là xin cơm ăn, nhưng mục đích là nuôi dạy lòng từ bi của chúng sinh. Họ cho rằng một người dám đem thức ăn của mình chia cho những người khác phải là người có lòng từ bi, thương người, căn bản đạo đức của một người Phật tử. Tư tưởng và hành động đi xin ăn hàng ngày để dạy dỗ tình thương của những tu sĩ Phật giáo này có nguyên nhân, nguồn gốc từ thời Đức Phật Thích Ca năm 2560 năm trước. Trên miền Bắc Ấn Độ, ngày nay là xứ Nepal, dưới chân núi Himalaya, một xứ sở rất nghèo nàn, đầy sỏi cát sa mạc, mùa đông tuyết giá, mùa hè khô khan. Đời sống dân chúng vô cùng cơ cực đói nghèo, không có cái ăn, cái mặc hàng ngày. Cho nên, việc một người có thể chia sẻ thức ăn hiếm quý của cá nhân mình, gia đình vợ con, cha mẹ, cho những người xa lạ qua đường, phải được coi là những hành động từ bi, bác ái, vị tha, nhân đức. Đức Phật Thích Ca vốn là một vị thái tử, vợ đẹp con ngoan, gia đình vương giả. Thế mà, Ngài có thể cạo đầu trọc, đi chân đất, hàng ngày cầm bình bát đi xin cơm từng nhà, có những ý nghĩa giáo hóa chúng sinh rất đặc biệt. Như Thầy đã nói, chúng ta không phải là một ngành học thuật nghiên cứu văn hóa, lịch sử, tôn giáo, xã hội gì hết. Tuy nhiên, Thầy cũng giải thích điều này như một thí dụ cho anh chị em học hiểu hai chữ minh triết giác ngộ mà Thầy đã từng dạy cho anh chị em. Xã hội Ấn Độ vào thời đại của Đức Phật Thích Ca, theo phong tục tập quán, một vị hoàng tử phải để tóc quấn khăn để chứng tỏ địa vị uy quyền, phải mặc những bộ quần áo đặc biệt của hoàng gia và phải mang những đôi hài ủng đặc biệt của giai cấp quý tộc. Phân biệt với người bình dân bá tánh, không được ăn mặc như giới quý tộc mà cũng không được ăn mặc như giới tăng sĩ hay người giàu có.
trong hoàn cảnh đó mà Thái tử Siddhartha, sau này là Đức Phật Thích Ca, lại dám cạo đầu, cắt tóc, không vấn khăn, không mặc áo, chỉ dùng có một mảnh vải che thân như những người bình dân cùng khổ, không mang hài ủng, đi chân đất như người cùng đinh. Đây là hành động mang ý nghĩa cách mạng, cải cách xã hội, xóa bỏ giai cấp, thể hiện lời dạy Đức Phật chúng sinh bình đẳng. Mục đích và ý nghĩa của hành động cạo đầu, cắt tóc, mặc áo cà sa, tức áo chỉ có một mảnh vải che thân, đi chân đất của Thái tử Siddhartha là như vậy. Vừa là một hành động đạo lý, vừa là một hành động mang ý nghĩa xã hội, chính trị, là xóa bỏ sự phân biệt giai cấp, một sự phân biệt rất khắc nghiệt trong xã hội Ấn Độ ngày xưa. Trong đó, người bình dân nghèo khổ phải hứng chịu muôn ngàn chuyện áp bức, bất công, thiệt thòi. Hành động của Đức Phật đã bị các giới quý tộc và tăng lữ Ấn giáo chống đối và đàn áp kịch liệt. Mà kết quả như chúng ta đã thấy là cuối cùng đạo Phật chỉ có thể phát triển ở những quốc gia khác mà không thể phát triển được trên chính đất nước, quê hương của Đức Phật Thích Ca. 2.500 năm sau, khi Đức Phật viên tịch, trên đất nước Ấn Độ có một vị thánh nhân đã phần nào phỏng theo thái độ và hành động của Đức Phật Thích Ca để kêu gọi đất nước, nhân dân Ấn Độ xóa bỏ sự phân biệt giai cấp. Đó là vị thánh Mahatma Gandhi, là một người thuộc giai cấp quý tộc, tốt nghiệp văn bằng luật khoa Anh Quốc, đã từ bỏ chức vụ luật sư cao quý, giàu sang, dấn thân trên đường tranh đấu cho sự công bình xã hội, bình đẳng giai cấp của xứ Ấn. Ông cũng đã cạo trọc đầu, mặc một manh vải trắng của giai cấp bình dân, không mang giày vớ. Hành động của Đức Phật Thích Ca và Đức Thánh Gandhi đều có ý nghĩa và tác dụng giáo dục quần chúng, cải cách xã hội. Nhưng mà chúng ta, thời đại này, với những xã hội văn minh, các quốc gia Âu Tây như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, các quốc gia Á Châu phát triển như Nhật Bản, Tân Gia Ba, Đài Loan, Đại Hàn, v.v. thì việc đi chân đất để đầu trần, cầm bình bát đi xin cơm ở ngoài đường sẽ không có được những ý nghĩa quan trọng và những tác dụng cần thiết. Hình ảnh và công việc của các nhà sư khất thực này chỉ còn được coi như một hiện tượng lạ, thỉnh thoảng lại được thấy xuất hiện ở một vài khu phố có người Á Châu. Nhà Phật dạy từ bi, nhân điện dạy tình thương là thứ tình cảm rất tốt đẹp, tặng phẩm quý giá Thượng Đế đã trao tặng con người khi tạo dựng nơi chốn trần gian, món quà chúng ta cần phải ý thức, trân quý, nuôi dưỡng, nhân rộng và thực hành. Tức là chúng ta phải biết yêu thương con người, cây cỏ, thiên nhiên, v.v. Nhưng phương thức nuôi dưỡng, thực hành, phát triển tình thương của ngành nhân điện thì rất cụ thể, thực tế, tích cực và lợi ích cho tất cả mọi người, cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, v.v. Từ bi và tình thương, một cách tổng quát thì có ý nghĩa tương tự nhau. Nhưng đi vào chi tiết thì tình thương có ý nghĩa tích cực hơn từ bi. Tình thương không đòi hỏi đối tượng tính chất điều kiện gì cả. Nhưng từ bi thì hàm chứa một đối tượng có những tính chất tiêu cực. Thí dụ như trong câu chuyện nhà sư khất thực và người bố thí. Nhà sư xin ăn mang tính tiêu cực, không có thức ăn. Còn người bố thí mang tính tích cực vì có thức ăn. Trong tình thương, cả hai đối tượng có thể có cùng một tính chất hay khác biệt tính chất. Hai người giàu có thể thương nhau, hai người nghèo cũng có thể thương nhau. Người nghèo có thể thương người giàu và ngược lại, người giàu cũng có thể thương người nghèo. Một thí dụ khác, chúng ta có thể nói là Thượng Đế thương yêu con người, và ngược lại, chúng ta cũng có thể nói
là con người thương yêu Thượng Đế. Chúng ta có thể nói là Thượng Đế từ bi đối với con người, nhưng chúng ta lại không thể nói con người từ bi đối với Thượng Đế. Nhân điện dạy tình thương mà không dạy từ bi, vì tính chất rộng rãi và tích cực của chữ tình thương so với chữ từ bi. Đồng thời, nhân điện cũng cung ứng những phương tiện để học viên có thể thực hiện thực hành tình thương. Bởi vì nếu không có phương tiện, không có thực hiện thực hành, thì có nói đến tình thương gì đi nữa cũng chỉ là vô ích mà thôi. Thương mình là có thể giúp mình, thương người là có thể giúp người, thì mới là tình thương thực sự. Và nhân điện thì dạy cho học viên thứ tình thương thực sự này một cách nhanh chóng và trực tiếp. Tình thương của Thượng Đế và tình thương của con người. Thượng Đế có yêu thương con người hay không? Tại sao Thượng Đế yêu thương con người? Và làm sao chứng thực có thứ tình thương của Thượng Đế dành cho con người? Như thầy đã nói, ngành học nhân điện của chúng ta không phải là một ngành học nghiên cứu hay lý luận. Cho nên, thầy không lập luận chứng minh điều gì cả. Thầy chỉ cần nói, và anh chị em thì chỉ cần nghe và biết là Thượng Đế rất yêu thương con người. Chẳng những yêu thương con người, mà Thượng Đế còn yêu thương muôn loài vạn vật. Nếu muốn nói lý do, thì thật là đơn giản, tự nhiên và dễ hiểu. Là bởi vì con người và muôn loài vạn vật đều là con cái của Thượng Đế. Là bởi vì tình cảm yêu thương con cái của mình là thứ tình cảm mà chúng ta qua những kinh nghiệm bản thân ai ai cũng có thể nhận biết được. Nhiều người nghĩ, anh chị em cũng cho rằng con cái là tác phẩm của cha mẹ, một nửa của cha và một nửa của mẹ. Nhưng sự thực không phải. Anh chị em biết rõ mỗi cá nhân con người gồm có hai phần, thể xác và linh hồn. Là một con người không thể thiếu phần nào cả. Một thể xác không có linh hồn chỉ là một khối thịt. Một linh hồn không thể xác chỉ là một con ma. Cha mẹ thì chỉ có thể tạo ra thể xác, không thể tạo ra linh hồn. Linh hồn thuộc về tâm linh siêu hình, thuộc về Thượng Đế. Do Thượng Đế sinh ra, kiểm soát và điều khiển, không phải của cha mẹ, của con người. Cho nên, chúng ta không thể nói con cái là tạo vật riêng của cha mẹ. Ngay cả phần thể xác, cha mẹ cũng chỉ là những phương tiện được Thượng Đế sử dụng để sanh tạo hài nhi. Thay mặt Thượng Đế để yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ dùm cho Thượng Đế. Trẻ con không phải là vật sở hữu riêng tư của con người như những quan niệm cổ xưa. Nếu như anh chị em muốn chứng minh điều này, cũng không có khó khăn gì cả. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và đã nói cho anh chị em hiểu biết hết tất cả rồi. Phải cần đến nhiều quá trình và điều kiện, một con tinh trùng của một người đàn ông mới có thể kết hợp với một cái trứng trên một vòi dẫn trứng của một người đàn bà để tạo thành một phôi thai.